Xin chào các bạn. Và đó là học mới rồi. Mình vừa đi mua cho cậu anh bao nhiêu là đồ dùng tập trong này này. Chắc cái thích lắm đây. Sẽ khám phá chắc vừa đi nha. Mình mua rất là nhiều đồ. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ mở ra các bạn xem nhá. Cái cặp này của cậu anh rất là sắc sỡ. Đây nè, chú gà trống có hai cái má hồng hồng này. Đây là cái màu đỏ. Đó, nó mượt mà. Tên tên. Đây là cái bình nước này mình đã mua cho cậu anh. Đây là cặp hình con cá màu vàng. Và đây là hình vịt vàng. Đây là cuốn tay cầm này các bạn. Đây là mình sẽ mở ra là có cái ống hút. Tên tên. Các bạn ơi, bị vỡ. Sao cho mình mua phải loại vỡ rồi. Đùa thôi các bạn ơi, đây là thiết kế kiểu dạng vỡ này. Và đây là vòi hút nha. Nhìn cũng rất là đẹp, xinh. Tên tên. Đây là một cái hộp hút này các bạn ơi, có màu hồng. Đây có rất nhiều hình con thú dễ thương nha. Bạn đâu có mắt mình là một cái khóa rất là to bự. Người ta cho mình một cái đèn để cho nó không bị lắc hộp hút. Khi mình sử dụng xong mình sẽ bỏ ra này. Trong này ta cũng khâu có một lớp đệm rất là mịn nha. Màu lâu đấy. Mình sẽ tiếp theo nha. Các bạn ơi, đi học mình chắc chắn sẽ phải có một quần vở đúng không? Tên tên. Đây là quần vở Blackpink. Có màu hồng này, dễ thương chưa? Và đây có bốn nhân vật nha. Jennie, Rose, Jisoo và Lisa. Tại sao lại có này Blackpink. Đẹp quá à. Thôi mình sẽ tìm có gì nữa không nha. Tên tên. Một cây bộ hình chú voi rất là dễ thương. Mình mua sao này. Mình sẽ bóc ra xem có gì này. Bạn ơi, đây là bút viết chú voi. Dễ thương chưa? Love list. Mình sẽ mở. Tên gói bút này. Có rất nhiều cái bút này. Các bạn ơi, cái bút màu hồng này trên lắp bút gọi hình chú heo rất là dễ thương nha. Cả trên này có rất nhiều ngòi bút với màu sắc khác nhau này. Và mình sẽ viết thử nha. Và mình sẽ bấm màu hồng đi. Màu hồng. Màu xanh nha, mình sẽ viết thử này. Màu xanh này. Mà mình sẽ xem có bút lá dễ thương nữa không nha. Cả bút hình cây kem nữa. Các bạn ơi, đây là cây bút có hình quay cái bọc quế này. Lại thỏ nữa. Các bạn ơi, đây là cái bút dưa hấu này. Chỉ kim nhá. Và đây là cái vỏ và hạt dưa hấu. Các bạn ơi, đây là cái bút này là bằng cao su này. Nó rất mềm và dẻo. Đó. Các bạn ơi, đây là một cái ly kem My Eye Cream. Đó, màu hồng, kem màu hồng này. Rất là dễ thương, mềm, mình sẽ bóc ra nhá. Kem của chúng ta thì rất là hấp dẫn nhá. Ly kem dâu tây này nhưng không ăn được đâu. Tại vì đây là bút xóa này, ngòi đây này. Đó, dâu tây đây các bạn. Tên tên. Đây chính là một cuốn sổ lò xo hình kỳ lân. Đó, đầy đủ sắc màu luôn. Màu hồng nữa này. Là bằng cao su dẻo đấy các bạn ạ. Bóc ra thôi. Đó, cao su của chúng ta rất là dẻo. Tên tên. Wow, tờ giấy đỏ đấy các bạn ạ. Tên tên, đây là hai chiếc khăn này. Con ơi, đây là một cái khăn của Blackpink nha. Màu đỏ, vải rất là mịn luôn.
ghét nha. Ừ, bạn cũng mịn lắm. Rồi mình xem có gì nữa không nào. Đây, bạn ơi, mình cần có kem này. Một gam. Quê cầm nữa. Mình dễ thương quá, bây giờ mình bóc nhá. Cái quần lịch để bàn này cho có anh, để có anh có thể xem ngày để sắp phải có biểu nhé các bạn. Đó, có rất nhiều hình ảnh rất là đẹp này. Mình sẽ để cho bàn cho các bạn xem nha. Tên tên đó. Còn bên này thì nó sẽ có một cái bảng chi tiết hơn. Đây là tháng và các ngày, các thứ. Trong mỗi cái ô này mình có thể ghi chú thích vào nha. Đồ dùng mình đã mua cho cả anh và lớp học mới nha. Bây giờ mình sẽ đút thử tất cả chỗ số bút này vào xem có vừa không nha.